Đây là một cái khu sinh sống của một vài hộ gia đình ở giáp với cái hàng rào biên giới. Sợ người bên Trung Quốc về bắt bà. Có người sau nhau đấy cháu ạ. Vâng. Thế là họ lại lấy một ít ruộng của mình đi. Vâng. Cậu bé này bao nhiêu tuổi rồi nào? Em năm nay 17 tuổi. À 17 tuổi rồi cả. Vâng. Ôi, đây không thể gọi là một cậu bé nữa rồi. Là một chàng trai rồi. Cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? 13. 13 tuổi. Thế biết đi xe từ mấy tuổi? Vừa biết thôi ạ. Vừa biết được mấy hôm á? Vâng. Ồ, chết rồi. Thế bây giờ cháu có đi được không đấy? Tôi chỉ hỏi thử xem mà cô gái này có sẵn lòng giúp đỡ người lạ hay không. Thực sự là ở đây có rất nhiều những ngôi nhà xây rất là to, bề thế. Khi mà nhìn từ trên cao chúng ta không nghĩ rằng đây sẽ là hình ảnh của Việt Nam cơ. Tôi còn cảm giác như giống như là tôi đang lạc sang bên Trung Quốc ấy. Làm nhà theo bên Trung Quốc mà. À, theo phong cách nhà của Trung Quốc à? Đúng rồi. Để trước cửa khẩu chưa mở ấy, hay đi bên đấy làm thì làm theo bên đấy luôn. 500-600 gì đấy. Ui, 500-600 triệu một ngôi nhà là nửa tỷ bạc ấy đúng không? Tôi thấy nó giống như một cây cầu ấy. Đúng rồi. Bên kia là những hình nhân bắc qua một cái con suối như này. 100% là kiến trúc ở Trung Quốc à? Đúng rồi. Là y nguyên của họ luôn. Họ xây nhà mình xây như thế này. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại xã Nghĩa Thuận, một xã biên giới của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ở nơi đây thì có cái địa hình như là khí hậu vô cùng là khắc nghiệt. Trong tưởng tượng của tôi cũng như là rất nhiều những quý khán giả đang xem video thì vùng cao và đặc biệt là những khu vực biên giới thì sẽ có một cái cuộc sống rất là khắc nghiệt, khó khăn và tạm gọi là nghèo khó. Sự thật có phải như vậy không? Thì ngày hôm nay sẽ mời tất cả quý khán giả cùng theo chân Cha Vlog tới xã Nghĩa Thuận, một xã giáp với biên giới của Việt Nam và Trung Quốc để xem cuộc sống ở đây có thực sự giống như chúng ta thường tưởng tượng không? Sau một hồi vòng vèo thì đã bắt gặp những cái cư dân đầu tiên ở khu vực này. Hình như là hai mẹ con thì phải. Chào cô ạ. Chào em nhá. Mọi người đang trồng rau à? Mình hỏi tí cái ngôi làng phía dưới này tên là gì? Ở dưới này à? Ừ. Lan Linh ạ. Là làng của Việt Nam hay Trung Quốc? Là của Việt Nam, bên này là của Việt Nam. À, Na Linh à? Vâng. Thế là đây là vườn rau của nhà mình nhỉ? Vâng. Không có đất nên làm hơi xa. À, không có đất làm hơi xa. Vâng. Hai mẹ con đi trồng rau. Em cảm ơn nhá. Và cái khu vực này thì mình đang có cảm giác là khá nguy hiểm và nhạy cảm ấy. Bởi vì chỉ cách tôi không xa đâu thì chính là cái biên giới giữa hai nước rồi. Có một cái hàng rào bằng thép lạnh ngắt luôn. Đấy. Và mình thì mình không có ý định là tiếp cận cái hàng rào đó vì mình cũng đã từng tới rồi. Nhưng mà mình muốn tới một cái ngôi làng ở phía dưới này. Bên kia thì là đất chung rồi. Và bên họ cũng có rất nhiều những cái ngôi nhà xây. Có thể là kinh tế họ mạnh hơn chúng ta nên là họ làm được những ngôi nhà rất là to ở những cái khu vực địa hình nó khó khăn như này. Cô ơi, đi cái làng phía dưới này đi đường nào? Đi đường dưới này đi đến là ở cái đường kia, xuống dưới bên kia. Chào em nhá. Đi lâu lắm à? Lâu rồi. Cái này nặng thế nhỉ? Ừ, không nặng mấy. Có ai đưa cháu đi một tí được không? Hay cô đưa cháu đi chơi đi. Thôi tí cháu gửi tiền cô nhá. Vâng. Nhá. Được không? Thế cô để củi đây, cô cháu mình đi chơi nhá. Vâng. Cháu muốn xuống cái làng bên dưới ấy. Thế? Vâng. Thế thì cháu chờ bà vác củi để trên này đi. À vâng vâng. Tôi ngày hôm nay tôi thử đi chơi với bà xem mà sẽ thú vị và đặc biệt hơn những người thanh niên hay những người đàn ông không, hoặc là những cô bé cậu bé. Thì tôi thấy bà có sức khỏe rất là phi thường và bà lấy được một bó củi rất là lớn và nó rất là nặng. Tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của cô. Cô năm nay bao tuổi rồi?
63 rồi. Ồ 63 thế phải gọi bằng bà hả rồi nhỉ? Cháu vẫn còn trẻ lắm. Vâng, cháu mấy tuổi rồi? Cháu 31 rồi. Cháu 31. Ồ thế thì cháu bằng con út của bà đấy. À bằng con út của bà cơ. Vâng. Đi sớm dưới này đi cũng được. Thế... Đi bên này đi cũng được nhưng mà bên này thì dốc lắm. Dốc lắm à? Vâng. Thôi đi bên này đi. Vâng. Thế bà là người đồng bào gì? Người Mông mà. À. Vâng. Mà cháu hỏi tí là sao bà ngày xưa bà có đi học không? Bà ngày xưa thì bà cũng đi học nhưng mà cũng học ít thôi cháu ạ. À thế à? Vâng. Nhưng mà tôi thấy bà nói tiếng Kinh như người Kinh nhá. Rồi. Già rồi, không biết nói như mùa trước rồi cháu ạ. Từ xưa thì mới nói tiếng Kinh thì mới rõ một tí. Vâng. Bây giờ thì già rồi, già thì không nói được bao nhiêu rồi cháu ạ. À thế ạ. Vâng. Nhưng bà không mệt đâu đúng không? Bà thì lúc nào cũng đi làm như thế này thì không mệt bao nhiêu. Đây là công việc thường xuyên của bà hàng ngày rồi nhá. Công việc của mình thì không làm như thế này thì không được ăn nữa cháu ơi. Đúng rồi. Và cái củi ấy là bà mang về để đun hay là bán? Mang đi đun thuê. Mang đi làm gì cả? Đi đốt thôi. À mang đi đốt á? Vâng. Đốt cái gì đốt thôi. Chả bán mà. À. Vâng. Nói chung là bà sẽ lấy cái chỗ củi đấy về để mình quy đổi nó ra thành tiền. Vâng, không, mình không người Mông ở trên bên này thì mình không đi vác như thế này thì không có gan làm ăn đấy. À. Vâng. Mình không có tiền mà cháu ạ. Vâng. Chả đi chợ tiêu tiền thì chả có tiền tiêu đâu. À vâng. Nói chung là ở cái tuổi của bà thì vẫn phải đi làm những công việc nhỉ? Vâng. Thì mới có tiền để tiêu. Vâng. Ui, thế bà có tiêu nhiều tiền không? Ôi dồi, bà thì nhiều tiền thì không có, cũng có ít thôi cháu ạ. À, ít tiền thôi ạ? À? Vâng. Mình chỉ ở nhà thôi, ở nhà thì không đi làm buôn bán gì thì chả có tiền đâu cháu ạ. Vâng. Đây là con đường mà hàng ngày mọi người sẽ đi lấy củi. Vâng. Thậm chí là chăn trâu, chăn bò nhá. Vâng. Đó. Ôi dồi. Về cái đường này thì rau lắm. Bà là một người phụ nữ Mông mà hiếm hoi tôi gặp. Vâng. Lớn tuổi mà nói được tiếng phổ thông rất là tốt. Ôi dồi. Cũng nói không được bao nhiêu rồi cháu ạ. Mình trước khi thì mình cũng đi học đi làm các thứ đi buôn bán thì mình mới biết nói nhiều một tí. Vâng. Chỉ ở nhà không thì chả nói được gì đâu. Vâng, bây giờ đóng cửa biên giới rồi bà cũng không đi buôn bán được nhỉ? Vâng. Đó. Bà lại quay lại những cái công việc quen thuộc của mình. Vâng, chỉ ở nhà thôi. Ở nhà thì không có tiền tiêu đâu cháu. Bà ơi, nếu mà sống ở gần biên giới hay là đi những cái khu vực gần hàng rào này cũng không có gì sợ đâu đúng không? À, không có mà. Vâng. Bên này thì mới sợ. À thế à? Đây thì không sợ đâu. Sợ là ở biên giới, bên tàu thì mới sợ. Vâng. Chúng thì đây là một con vâng. đường nó cũng ít người vâng. sử dụng để qua lại. Vâng. Có thể là những ngôi làng phía dưới nó có một con đường khác hả bà? Vâng, có mà. Thế à? Có cái đường đi đường này đến ở cái nhưng mà móc luôn lên đây thì mới có đường đi rồi. Vâng. Vâng. Và tôi lại lựa chọn một con đường nó khó vâng. khăn hơn. Vì là mình cứ đi một cái hành trình nó cũng hơi vô định một tí. Vâng. Ta mình thấy đường là mình đi thôi, thậm chí là những con đường mỏ nhỏ thì mình đúng cứ rồi. Đi thôi. Ngày hôm nay có bà đi cùng thì tôi cũng bớt sợ hơn thực sự. Vâng. Bởi vì mọi người nhìn sợ mà. Đây là một cái khu sinh sống của một vài hộ gia đình ở giáp với cái hàng rào biên giới. Các bạn có thể thấy là vâng. Hai bên nó không có gì khác nhau cả. Nó vâng. chỉ đơn giản là có một cái hàng rào chăng giữa hai bên thôi. Chứ còn vâng. quang cảnh hai bên thì nó cũng na ná nhau. Vâng, vâng. Thậm chí là những cái đám ruộng ấy. Bên kia cũng làm ruộng và bên này họ cũng làm ruộng. Vâng. Đó. Nhìn bên kia họ làm ruộng, bên này họ làm ruộng. Họ cắt mình ở cái khu, cái
khổ chìa ở đây đấy. Vâng. Ừ, đi đó. Rồi từ từ trước thì ở bên hay cây gốc chia ở kia đấy. Vâng, đất của mình đấy, nhưng mà họ cắt đi bên tàu rồi. À, thế là tàu nó cũng lấy một ít đất của mình á? Tàu cũng lấy của mình ít đất đi rồi. Thế à? Vâng. Ồ, thế cái anh bạn hàng xóm này xấu bụng nhỉ? Vâng. Ồ, có người xấu nhau đấy cháu ạ. Vâng. Thế là họ lại lấy một ít ruộng của mình đi. Vâng. À, thế là điều đó xảy ra nên là mọi người cũng không sống ở gần đấy nữa nhỉ? Vâng. À, chuyển lên lên trên để sống. Vâng. Sợ người xấu về thì mình cũng sợ đấy cháu ạ. Vâng, đúng rồi. Dù sao mình phải cảnh giác đúng không? Vâng. Không hiểu là họ sẽ có những cái hành động gì. Vâng. Sợ họ hành động về thì mình cũng chạy không kịp mà. Đúng rồi, nếu mà họ hành động là như bà làm sao chạy kịp nhỉ? Vâng. Trước khi thì họ không cắt đất đi thì không sợ mãi. Vâng. Bây giờ họ cắt đất đi thì cũng sợ đấy. Vâng. Thế bà ở đây thì mọi người sẽ thường làm những công việc gì để ra tiền? Đây á. Ờ. Ồ, chả có việc gì, chỉ làm lúa với cà chua. À, trồng cà chua à? Vâng, trồng cà chua bên này, ở dưới này trồng cà chua nhau đấy. À, nếu cháu không nhầm thì cà chua Nghĩa Thuận là một cái thương hiệu nổi tiếng sao nhỉ? Vâng, vâng. Thế như thế, hình như là địa phương họ đang làm cái thương hiệu đó. Vâng. Tôi cũng vừa đọc qua một loại thông tin. Đi ở đường này đi cháu. Ồ. Đi khu này đi. Bây giờ lại phải chui vào rừng này hả? Vâng. Ồ, thế cái này, bên này thì đi ở cái mốc kia rồi. À, đường này ra cột mốc à? Vâng, ra cột mốc, mốc đấy. Thôi nhỉ? Vâng. Dạ, bà cháu mình cũng không thích mình vào gần biên giới đâu nhỉ? Sợ lắm. Bà cháu mình chui trong rừng thôi. Đây thì không có người đi thì cũng khó đi một tí. Vâng. Vâng. Thế một ngày bà kiếm được bao nhiêu tiền? Một ngày thì có khi thì lúc thì mới kiếm được 200. À. Một ngày 200. Một ngày 200 ngàn. Đấy là nhiều. Có lúc thì mới 60, 70. Không được nhiều rồi. Nhưng mà ngày nào bà cũng đi kiếm tiền. Vâng. Không nghỉ ngày nào. Không nghỉ ngày nào. Thế thì tôi tính sơ sơ một tháng bà phải thu nhập khoảng 5 triệu. Vâng. Đúng không? 5 triệu thì không tính, nhưng mà 3, 4 triệu thì cũng được. À, 3, 4 triệu cũng được. Vâng, cũng tạm tạm được thôi. Vâng. Đây rồi mọi người ơi. Bây giờ thì bà sắp đến rồi đúng không? Vâng, vâng, sắp đến rồi. Tôi đã sắp thấy, đến thì cháu đi đến ở cái trạm biên phòng này thì có đường đi ở bên này rồi. À, là dễ vâng, xuống được vâng, đúng không? Vâng. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì cháu đi nhá. Vâng. Cháu đi thì cháu đi lúc nào cháu về thì cháu về nhà chơi. Vâng. Vâng. Thế tôi bà cháu mình chia tay đây nhá. Con không có nhiều, con chúc bà sức khỏe ạ. Ôi giời, thế thì còn ăn cháu đấy. Vâng. Cặn ăn cháu. Vâng. Rồi bắt tay bà cái chúc bà sức khỏe nhá. Vâng, vâng. Hy vọng một ngày nào đấy bà con mình lại gặp nhau và bà vẫn khỏe mạnh nhá. Vâng, vâng. Bây giờ thì con chào bà nhá. Vâng, vâng. Cháu đi nhá. Vâng, con đi rồi. Tôi lại gặp thêm một bà nữa thì bà. Cháu chào bà. Bà đang làm gì đấy? Đi đâu vậy? Cháu đi chơi ạ. Chơi à? Vâng. Nhưng bà không phải người Mông đúng không? Không phải. Bà là người? Người Nùng. À, người Nùng à? Vâng. À, đây mọi người nhìn cái khăn bà đội trên đầu này. Nó rất là khác biệt luôn. Thậm chí là cái màu áo nữa. Bà mặc một cái áo màu xanh. Thế nhà bà ở đâu? Dưới này mà. À, thế bà sắp về nhà chưa? Bây giờ đi chuẩn bị bụng quỷ đi thôi. À, thế cháu về nhà với bà được không? Được mà. À, thế giờ cháu về nhà bà chơi nhá. Vâng. À, thế bà sống ở cái gần biên giới này bà có sợ cái gì không? Không. Không sợ à? Trước thì vẫn sợ chứ bây giờ thì ở quen rồi. À, thế trước thì bà sợ cái gì à? Sợ người bên Trung Quốc về. Bắt bà. Ờ. Ôi. Đấy là hồi bà còn con gái đúng không? Còn vâng, xinh đẹp đúng không? Thì sợ nó bắt bà đúng không? Vâng. Còn bây giờ thì không sợ nó bắt nữa. Bây giờ thì ở lâu ở quen thì không sợ đâu. Quen rồi đúng không? Vâng. Chứ ở làng cũ bên kia thì về đây cũng hơi là lạ một tí mà. À. Thế là bà về đây làm dâu à? Không, bà vẫn ở làng này mà. À. Nhưng mà chuyển về dưới này ở đây. À, vâng, vâng. Tôi thấy bà Phương cũng rất là khéo tay nhá. Đó, bà chỉ dùng một cái sợi dây dây ở rừng ấy. Đấy, xong bà
lóng lóng một lúc rồi. Đấy, bạn đã cột cái đống củi của mình thành ngay ngắn rồi và nó không bị lộn xộn nữa. Vâng. Ở vùng cao thì củi sẽ là cái chất đốt chính. Vâng. Vừa làm đun nấu, vừa làm nấu thức ăn cho những con vật và cũng vừa để sưởi ấm nữa. Đúng rồi. Vì ở trên này ngày hôm nay thì nó không quá lạnh nhưng mà ở đây thì cũng là một cái nơi mà rất hay thường xuất hiện băng giá nhờ cô nhỉ. Vâng. Cây cỏ là phủ hết một cái màu trắng luôn. Nó trời nó xuống cả một độ, thậm chí là âm độ ấy. Nhờ cô nhỉ. Vâng. Đó. Bây giờ thì cô đã làm xong cái này thì chắc chắn là tôi không thể vác được. Sức khỏe của những người phụ nữ vùng cao thì mọi người cũng biết rồi đấy, họ rất là phi thường. Tôi phải gọi là super girl đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Bây giờ dắt cái dao vào thôi. Đi. Rất là đơn giản, đúng rồi. Đi nhà thôi. Đi, về nhà cô chơi đi. Không biết nhà cô có giàu không nhận cơ? Nhà cô thì nghèo lắm, chưa xây được đấy. À, chưa xây ạ? À? Vâng. Nhà họ xây thì nhà nước giúp hết rồi. À, thế à? Nhà nước hỗ trợ mà. À, thế còn chưa đến lượt cô à? Nhà cô thì có bao giờ được cái gì đâu. À, có thể là chờ những cái dịp sau nhỉ? Không, không. Chắc chắn là không được rồi. Không à. Không phải chờ nữa đâu. À, thế là phải có những cái tiêu chí nào đấy thì mới được phép được hỗ trợ xây nhà cô? Vâng. À, xây một cái nhà ở đây thì nó hết khoảng bao nhiêu tiền hả cô? Chắc 200-300 đấy mà. Ôi dồi. 200-300 triệu cả. Ừ. Ôi. Nghe họ kể mà, nhưng mà nhà mình không xây mình cũng chưa biết được à. À, đấy là mình mới nghe kể là những ngôi nhà vâng. hàng xóm thôi. Ừ. Nhưng mà một cái số tiền lớn như vậy ở cái khu vực này thì tôi nghĩ rằng là cũng rất khó để kiếm đủ được nhỉ, có khi kiếm cả đời cô nhỉ. Vâng. Đó. À, cái điều đặc biệt thì tôi để ý nhá là trong này họ cũng xây rất nhiều những ngôi nhà to, cũng không thua kém gì bên Trung Quốc mà. Nếu mà để so sánh ấy, vâng. toàn nhà mấy tầng ấy, thì chắc chỉ có nhà cô là chưa làm được. Nhà cô là nghèo nhất đấy. Ở đây thì ngoài lấy củi ra thì cô có làm những công việc khác để có thêm thu nhập không? Có chứ. Ví dụ là... trồng cà chua, à, trồng ớt. Ớt và làm cà chua. Công việc khác nữa. À. Nuôi lợn, lợn gia súc. Gia súc. Mọi người cũng biết là vừa nãy mình vừa đi qua những cái vườn cà chua nó rất là to. Vâng. Đấy chính là một cái giống cây chủ lực ở khu vực này cô nhỉ. Vâng. Cái cây mang ra được nhiều tiền nhất cho mọi người. Nhưng mà năm nay thì không được giá rồi. Thường thì sẽ hay kiểu được mùa nhưng mất giá. Được giá lại mất mùa. Cái... Năm ngoái thì còn được một ít, năm nay thì cần 4.000 thì vâng. không được rồi. Ồ, con này của nhà cô à? Không phải đâu, nhà cô không phải đây đâu. Mà nó ra mừng như thật ấy. Nó thấy quen rồi đấy. Mình cứ nghĩ rằng là những cái khu vực ở vùng biên thì cái điều kiện sống nó thiếu thốn hoặc là nó khó khăn. Nhưng mà vâng. Thực sự là khi mà tới nơi ấy, nhìn tận mắt ấy, thì mới thấy rằng là có thể là cái đường xá đi lại nó còn nhiều hạn chế. Nhưng mà... Nhà cô đây này. Vâng. Nhà cửa thì không hề thua kém những cái vùng đất khác. Cô đi cất củi à? Vâng. Vâng. Đây là một căn nhà của người Nùng nằm sát với khu vực biên giới Việt Nam Trung Quốc. Họ cũng làm nhà bằng trình tường đất. Và tôi thấy còn có cả đầu thu ca cộng, đầu thu tín hiệu truyền hình. Nhà cô thì cũng tôi cũng không biết tả sao mà cũng rất là nhiều những cái công năng đó, và cả những cái bậc thang để trèo lên một cái sân để phơi phóng, chuồng heo thì ở dưới, rồi gác ghiếc rồi mọi thứ, cũng rất là nhiều thứ. Thế cô ở nhà một mình à? Vâng. Thế à? Thế cái... cô chồng rồi các cháu đâu, các anh chị đâu? Chồng thì lái cà chua đi xá bán rồi. À, chú đi buôn cà chua à? Không, nhà mình khác chồng thôi. À đấy, đây là một cái chậu cà chua này. Rất nhiều luôn. Nhà cô, ôi cái chỗ này nó bị hỏng rồi này. Hỏng rồi.
làm lâu rồi mà. À, đây cũng nhà chương trình 120 đó. 2005. Cũng đã từng một lần hỗ trợ rồi đúng không? À, đúng rồi. À. Nhưng mà nhà cô thì chỉ được lần hỗ trợ này thôi. À. Lần thứ hai họ hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ lại không được rồi. À vâng. À, bây giờ thì mình sẽ thử bước vào một ngôi nhà của đồng bào người Nùng. Đồng bào người Nùng vất vả lắm đấy. Vâng, thì thường cháu thấy là người Nùng họ cũng làm nhà sàn mà nhà cô nhỉ? Người Tây mới làm nhà sàn đấy. À, thế à? Nhà ngôi. Người Nùng, cháu thấy bên Hoàng Su Phi họ cũng làm nhà sàn đấy. Dưới Hoàng Su Phi đi làm nhà sàn đấy. Vâng, thế thì cũng không có kiểu phải chắc chắn rằng là người Tây thì phải ở nhà sàn và người này thì phải ở nhà kia thôi. Vâng. Mà cháu thấy rằng là cứ kiểu linh động ấy nhỉ? Vâng. Có những cái vùng nhiều khi mình đi mình thấy hơi bất ngờ, nhưng bây giờ thì cứ thấy rằng là cái địa hình nó như thế nào thì mình sẽ làm nhà phụ thuộc vào kiểu như vậy. Dù ở đây không có nhiều cây to thì phải dùng đất. Đúng dùng rồi. Đất để làm tường. Dưới kia nó có cây to đấy. Đó, có cây to thì sẽ làm được nhà sàn kiểu như vậy. Tôi thấy ban thờ nhà cô thì cũng có rất nhiều những cái chữ Tàu, chữ Hán và đặc biệt là có tấm ảnh của Bác Hồ. Và cũng là rất nhiều những cái giấy khen khác nữa. Tôi nghĩ rằng cô cũng là một gia đình rất là truyền thống. Công việc buổi chiều hôm nay của cô là xong chưa? Bây giờ thì đi lấy một ít rau lợn xong là về đây. À, lại rau lợn nữa. Chăn lợn thôi. Thì nó cũng quanh quẩn như thế thôi. Ừ. Tôi vừa ngồi uống nước với cô được một lúc. Chắc là cháu phải xin phép cô, cháu lại tiếp tục hành trình nhé. Vâng. Rất là cảm ơn cô đã cho cháu vào nhà chơi ạ. Hy vọng rằng là một ngày nào đấy thì cô cháu mình lại gặp nhau ở đây và cô vẫn khỏe mạnh như thế này. Và một ngày nào đấy thì cái ngôi nhà của cô sẽ là một ngôi nhà xây rất đẹp cô nhé. Chắc là còn nhờ cháu giúp đỡ đấy. Thôi bây giờ thì cháu tiếp tục đi đây, cháu chào cô nhé. Vâng. Buổi sáng ngày hôm nay khi mà trên đường đi vào xã Nghĩa Thuận thì mình cũng có đi qua một cái ngôi làng khác nữa của đồng bào người Mông, một ngôi làng cũng khá là biệt lập và ít người biết đến. Ngôi làng có tên là Phìn Chư. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng quay lại ngôi làng Phìn Chư để xem là có cái điều gì thú vị không nhé. Tôi đã làm quen được một cô bé ở đây. Một cô bé trông cũng khá là nhỏ nhắn nhưng mà năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 8 ạ. Lớp 8 cơ à? Vâng. Tôi không biết là so với các bạn cùng trang lứa thì sao, nhưng mà nếu mà lớp 8 là cháu hơi thấp đấy nhá. Vâng. Đúng không? Thế cháu đúng. Tên là gì? Cháu tên là Liên ạ. Liên à? Vâng. Cháu cũng là người Mông đúng không? Đúng. Nhưng ở đây chú thấy là các cháu cũng ít mặc những cái bộ truyền thống của người Mông nhỉ? Vâng. Thế cháu có những cái bộ quần áo thật đẹp để đi chơi Tết chưa? Dạ chưa ạ. Chưa à? Thế bao giờ thì mới mua? Mẹ bảo là chị gái đi làm rồi chị gái mới chuyển tiền về mới đi mua ạ. Thế một bộ đẹp đẹp ấy sẽ là rơi vào khoảng bao nhiêu tiền? Dạ cháu cũng không biết ạ. À, cũng không biết à? Vâng. Nhưng mà cháu cũng rất là muốn có một cái bộ thật xinh đẹp để đi chơi Tết đúng không? Đúng ạ. Ngôi làng này thì cái con đường đi vào nó cực kỳ là khó khăn mọi người ạ. À. Nó toàn đá là đá thôi, thậm chí là quanh đây nó cũng rất nhiều đá, ruộng nương đều là đá và đá, nó không có đất thịt. Bây giờ thì tôi nhờ cô bé đưa đi chơi lòng vòng quanh làng. Cô ấy bảo rằng là có một bạn à. Vâng. Bạn ấy bị làm sao? Bạn ấy là năm trước là đi chơi với mấy bạn đi chơi ở chỗ kia nên ngã xuống nên gãy chân à. Gãy chân. Vâng. Nhưng mà đi chữa chưa? Chữa nhưng mà bạn ấy không thể đi được à. Bây giờ là không thể đi được á? Vâng. Là bạn ấy phải ngồi xe lăn à? Không, bạn ấy chỉ dùng cái cây nữa đi thôi ạ. Dùng cây để đi à? Vâng. Không biết hôm nay bạn ấy có nhà không nhỉ? Không biết nữa. Có vẻ như đóng cửa rồi cháu. Cháu thử gọi xem nào. Sánh! Sánh ơi! Sánh ơi! Tên là Sánh nhá. Sánh. Sánh nhỉ? Có tên là nó quậy cơ. Thế anh vào nhà nhá. Bạn ấy tên là tên là Minh. Hả? Tên là Minh. Tên là Minh nhỉ? Vâng. Anh chào em nhá. Em đang chơi điện thoại à? Bố mẹ đi chợ rồi còn em ơi. À bố mẹ đi chợ mỗi em ở nhà. Thế em ra đây cho sáng một tí, ở chỗ đây nó tối quá nhỉ? Chờ anh nhà em không đi được.
Thử bước ra đây xem nào. Anh không đi được. Em không đi được à? Tôi thấy cậu bé ngồi ở dưới đất đang chơi điện thoại, có vẻ là cũng buồn vì không có bố mẹ ở nhà. Thế em sẽ di chuyển như nào? Bố về thì bố bé rồi. Thế bây giờ là em không nhích được một quãng đường nào à? Không ạ. Thế em, nếu bố mẹ đặt em ở đây một chỗ thì là em sẽ ngồi đến chiều luôn hả? Vâng. Thế anh có thể xem qua cái chân của em được không? Dạ, được. Đâu, cái chỗ nào mà em bị ngã? Ngã thì cũng lâu rồi, cũng khỏi rồi, nhưng mà kiểu như là không có sức ấy. Không có sức à? Còn đứng lên thì không có sức để đứng nha. À, thế anh có thể bế em ra chỗ sáng kia được không? Được ạ. Ừ, xong để vì anh muốn nhìn qua cái chân của em một chút ấy, nhá. Vâng. Ừ. Tôi còn phải dùng đến một cameraman bất đắc dĩ là Duyên. Tôi thử bế cậu bé này ra nè. Vâng. À, cậu bé này bao nhiêu tuổi rồi nào? Em năm nay 17 tuổi. À, 17 tuổi rồi cả. Vâng. Ôi, thế không thể gọi là một cậu bé nữa rồi. Là một chàng trai rồi. Chắc là phải lấy thêm cái ghế. Em chỉ ngồi được cái ghế bệt thấp thấp thôi à? Cái ghế mà em vừa ngồi này này. Vâng. Đúng không? khó nhờ. Rồi, được rồi, anh sẽ dùng chân. Nhưng mà cũng khó. Thế bây giờ để em ngồi lên đâu thì sẽ dễ dàng nhờ? Ngồi đâu cũng được ạ. Thế cứ ra ngoài này cho sáng nhá, cho ấm nhá. Vâng. Tôi cho em ấy. Em tên là Minh ạ? Vâng. Tôi cho em ấy ra phía ngoài này cho sáng để cậu ấy có một chút cái nắng ấm. Thế đặt ngồi ở bờ thêm đúng không? Được ạ. Được đúng không? Vâng. Ồ, cậu em năm nay 17 tuổi rồi và cái chân em ấy như là bị này. Đây là bị teo lại ấy, đúng không? Ừ. Không phải, đi đã nhiều lần rồi, đi khám bác sĩ bảo là bệnh xương thủy tinh á. À, em bị bệnh xương thủy tinh á? Em chính xác là 17 tuổi. Vâng ạ. 17 tuổi. Và cái căn bệnh chính xác của em là xương... Bệnh xương thủy tinh ạ. Xương thủy tinh. Vâng. Và em cũng là người Mông đúng không? Vâng ạ. Ồ, một thân hình rất là nhỏ bé, nhưng mà cái lứa tuổi thì đã cũng tương đối rồi. Giờ như so với trang lứa các bạn là em đang tuổi thanh niên rồi nhỉ? Vâng. À, thì cái xương thủy tinh này thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự phát triển của cơ thể, nên là cậu em mới có một cái thân hình nhỏ như thế này. Thế hàng ngày thì em sẽ làm những công việc gì? Em cái này em cũng chẳng làm được gì ạ. Ừ. Là em sẽ chỉ là mọi người để em ở đâu thì em sẽ ngồi ở đấy. Mà. Kiểu như đi vệ sinh hay mọi thứ thì cũng phải nhờ. Mà lâu lâu nhờ bố mẹ giúp. Là em cũng không thể tự bò đi được đúng không? Bò thì cũng được nhưng mà bẩn hết quần áo. À, bẩn quần áo. Ở cái lứa tuổi của bạn ấy thì bây giờ các bạn ấy đang phải học lớp 11 rồi nhỉ? Thế em là có được đi học một chút nào không? Thôi em là em cũng đi học, em cũng học hết lớp 9 rồi. À, hết lớp 9 à? Và em lớp, bố mẹ cũng tính bảo em đi học lớp 10 nhưng mà em không đi đâu, không đi. Là em cũng đọc viết tốt đúng không? Vâng. Và... một cái căn bệnh thực sự nó cũng khiến cho bạn ấy gặp rất nhiều những cái thiệt thòi trong cuộc sống. Thế anh hỏi một chút là gia đình em thì có mấy người? Gia đình em á, gia đình em có 6, có một em là có một em bị bệnh. Bị bệnh cái gì? Ung thư máu ấy. Một em bị ung thư máu nữa? Nhưng mà chết từ năm 2018 rồi. À, mất rồi à? Xong rồi là... Xong rồi còn mẹ em cũng đi Trung Quốc rồi. Bố lấy mẹ hay về cũng sinh cho một em gái nữa. À, ôi, cái hoàn cảnh của bạn ấy thì cũng éo le. Mẹ thì đi Trung Quốc. Ba mẹ có về lại đây nữa không? Mấy năm chưa có Covid kia cũng... một năm về một lần, nhưng mà
bây giờ có Covid rồi không không về được. À, thế là bây giờ là em đang ở với mẹ hai và bố. Vâng. Lâu đêm, lâu lâu thì gửi kèm mẹ ở Trung Quốc gửi kèm về mua quần áo cho hai anh em nữa. À, thế là bây giờ chính xác là trong nhà có còn có 5 người. 5 người. Ba anh em và bố mẹ. Và một em cũng đi học lớp 10 rồi. Nhưng mà các em cũng khỏe mạnh đúng không? Và không sao hết. Ừ. Và vẫn liên lạc được với mẹ đẻ của em đúng không? Vâng. Ừ. Đó, thì có nhiều bà mẹ còn đi còn biệt tâm luôn còn không liên lạc về được nhỉ. Vâng. Em thì cũng lâu lắm chưa được gặp mẹ đúng không? Vâng. Chắc là cũng nhớ mẹ nhỉ. Tôi thấy trời khá là rét mà tôi lại để em phải đi ra ngoài này. Bây giờ trời nó cũng hết nắng, anh lại đưa em vào nhà nhá. Cái cách di chuyển của em ấy là chỉ có bế như này đấy mọi người ạ. Đó. Rồi thì tôi đưa cậu ấy vào cái chỗ ngồi. Em muốn ngồi ở cái chỗ chơi điện thoại hay là ngồi trên giường nào? Đâu cũng được ạ. Đâu trên được ạ? Vâng. Bởi vì là anh sẽ không ở với em lâu, anh sẽ chỉ thăm em một xíu thôi. Ngồi giường cũng được ạ. Anh đưa em ngồi giường nhá. Vâng. Ok. cậu bé này cũng khoảng 20 cân nhỉ? Tầm đó. ngày hôm nay thì anh cũng vô tình thôi. Anh đến đây thì không có bố mẹ ở nhà nhưng mà anh cũng rất là thông cảm với hoàn cảnh của em ấy. Thì anh muốn tặng em một món quà nhỏ nhỏ nhân dịp cuối năm nhá. Hy vọng rằng là em sẽ có thêm những cái niềm vui để tiếp tục cái cuộc sống của mình nhá. Mà tặng em này. Em xin ạ. Cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Bây giờ anh lại đi tiếp đây. Vâng. Anh đi nhá, thế ở nhà cẩn thận nhá. Vâng ạ. Bạn ấy cũng chỉ ở nhà một mình thôi, không cần thêm những người thân. Lát nữa bố mẹ về thì ấy sau nhá. Vâng. Ok, thì anh tên là Trường nhá. Vâng ạ. Rồi, bắt tay em gái. Chúc em sức khỏe. Vâng. Bây giờ thì tôi với em Liên là camera man bất đắc dĩ của tôi tiếp tục đi quanh ngôi làng xem có cái điều thú vị không. Đây là ngôi nhà của Liên này. Ồ, cái củi này là bố mẹ lấy đúng không? Vâng. Vào nhà cháu chơi nhá. Vâng. Mặc dù không có người lớn ở nhà nhưng mà thôi. Mình cứ xin phép vào nhà đi. Một ngôi nhà tôi thấy có rất nhiều. Đây là thóc đúng không? Vâng. Thóc. Ồ, thế bạn kia chạy đâu rồi? Chú vừa nhìn thấy làm gì ấy mà. À đây còn một em nữa à? Vâng. Ồ, thế em này thì học lớp mấy rồi nè? Cháu học lớp mấy? Cháu học lớp 2 nè. Lớp 2 à? Học lớp 2. À đấy, giỏi quá. Này, cho cháu này. À em xin chú à. Này, thêm này, nhiều lắm. Chú nhiều lắm. Này, cho cháu thêm này. À. Chắc là tôi sẽ lại phải tiếp tục cái hành trình của mình. Chú cảm ơn cháu nhá. Vâng. Chú hy vọng là cháu sẽ học thật giỏi. Và chú không biết rằng là chị của cháu đi làm được nhiều tiền hay không. Và bố mẹ cháu có nhiều tiền hay không. Nhưng mà chú sẽ tặng riêng cháu một phần quà nhỏ nhỏ để cháu có thêm tiền mua một cái váy thật xinh đẹp để đi chơi Tết nhá. Vâng. Chú thì chú không có nhiều đâu. Chú có thể là cháu phải gom thêm của chị nữa chẳng hạn thì mới đủ mua. Thấy cô bé cũng rất là ngoan và học rất là tốt nên là tôi muốn tặng bạn ấy một món quà nhỏ. Đây, cháu cầm chỗ này để mua thêm váy nhá. Vâng, cháu xin chú ạ. Ừ, cố gắng học hành nhá. Rất là cảm ơn cháu thì cháu cũng rất là ngoan và nói tiếng phổ thông rất là tốt. Này, tặng thêm cháu này. Vâng, cháu xin chú. Thế là chú đi nhá. Vâng. Bye bye. Đi lòng vòng quanh làm lúc thì tôi bắt gặp một cái cậu bé. Cậu bé này chỉ có cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? 13. 13 tuổi. Nhưng mà bạn ấy đã điều khiển một chiếc xe máy rất lớn như này. Nào, thử đi cho chú xem nào. Ở những cái vùng nông thôn thì thường cái chuyện những cái bạn nhỏ biết đi xe máy sớm thì nó cũng không phải là điều quá lạ. Nhưng mà với cái lứa tuổi 13 như này thì đây cũng là gớm đấy. Nào, nổ được chưa? Rồi, ai già. Thế cháu sẽ đi làm gì nào? Cháu đi chơi ạ. À, cháu đi chơi nhá. Vâng. Ủa, thế bố mẹ giao cho xe máy đi rồi hả? Vâng. Thế biết đi xe từ mấy tuổi? Vừa mới biết không lâu ạ. Cái gì? Vừa biết thôi ạ. Vừa biết được mấy hôm á? Vâng. Ồ, chết rồi. Thế bây giờ cháu có đi được không đấy?
Dạ có ạ. À, đi thử chú xem nào. 13 tuổi mọi người ạ. Nào cẩn thận nhá. Cái này chú không khuyến khích nhá, bởi vì mình thấy nó phi từ tít dưới kia xuống, thấy nó đi nó còn đèo thêm cả đứa em nữa. Em thấy cũng hơi lạ lạ. Xem nào. Đấy. Lứa tuổi 13 thì thực sự thì nó cũng gọi sao nhỉ, cũng chưa gọi là trưởng thành mà cũng không gọi là vị thành niên, mà thằng bé này nó cũng tài thật đấy. Ồ, phía trước thì tôi thấy rất nhiều người dân họ đi nhập gì này. Đây. Giỏi phết nhá. Mà cái đường đấy nó không phải là đường đẹp đâu, đường rất là xấu. Bé bị át thật. Rồi, được rồi. Cháu đi thế là được rồi. Cháu đi xa quá nguy hiểm lắm. Ở thế mọi người đi đâu đây? Trên kia là làm gì? Bác củi à? Ôi, em đi với. Nhá. Có vẻ là đi xa đấy. Thôi được rồi. Chú chỉ nhìn qua thì thôi. Chú thấy cháu cũng rất là giỏi, nhưng mà phải thật cẩn thận nhá. Vì cái lứa tuổi của cháu là chưa được phép điều khiển phương tiện giao thông đâu, đúng không? Thì chỉ đi quanh quanh làng như này thì ok, nhưng mà tuyệt đối không được đi ra những cái con đường lớn, đúng không? Vâng. Có thể là tập xe cũng được, nhưng mà đừng đừng lấy nó làm cái phương tiện chính để đi lại ở cái lứa tuổi của cháu nhá. Vâng. Đúng không? Lứa tuổi của cháu chỉ đi xe đạp thôi chứ. Vâng. Phải không? À đây, chú tặng cho mỗi đứa một cái bánh nhá. Ăn kẹo không? Ăn kẹo cho chú này. Ta-da. Những đứa trẻ rất là đáng yêu này, cho con. À, thế cháu biết lái xe máy, cháu có ăn được kẹo không? À, có ạ. Chào cháu này. Xin chú ạ. Ôi, cái thằng kia mũi xò lò thế. Bây giờ thì tập cũng được, nhưng cố gắng phải đi cẩn thận nhá. Vâng. Và chỉ quanh quanh làng thôi. Vâng. Thế cháu tên là gì? À, Giang Thiên Chính ạ. Gì? Giang Thiên Chính. Chính nhá? Vâng. Cậu bé người Mông. Rồi, đi đi. Một đống đàn em vây quanh đằng sau luôn. Gặp một cô bé. Cháu đang làm gì đấy? Ống nước của cháu bị làm sao mà băng bó chằng chịt này. Giống như nó bị thương ấy nhở. Cháu làm xong chưa? À, cháu tên là gì? Cháu tên là Viên. Viên à? Cháu mấy tuổi rồi? Năm nay cháu 14 tuổi. Wow, 14 à? Hôm nay cháu có đi học không? Dạ, hôm nay là chủ nhật. À, nhà cháu gần đây không? Dạ, gần bên này. Dưới này à? Dạ. À, cháu là người gì? Cháu là người dân tộc Nùng. Nùng. À, à, một cô thiếu nữ Nùng, 14 tuổi. Nhà cháu cũng gần hàng rào biên giới nhỉ? Vâng ạ. Ừ. À, một cô bé người Nùng, năm nay 14 tuổi. Và đang tự đi mình sửa những cái ống nước. Một cái ống nước mà tôi thấy nó cũng hay bị thủng ấy, nó vá trang chiến rất nhiều rồi. Thế bây giờ cháu sửa tiếp đi hay là xong rồi? Dạ xong rồi. Xong rồi, thế bây giờ cháu sẽ làm gì tiếp theo nào? Bây giờ cháu đi về. Đi về. Thế có muốn mời chú về nhà chơi không? Để xem nào. Mời không? Dạ có. Có à, thế nhà có bố mẹ ở nhà không? Dạ, có bố ở nhà. À, ừ. Ok. Tôi chỉ hỏi thử xem mà cô gái này có sẵn lòng giúp đỡ người lạ hay không. Được rồi, thế cháu tiếp tục công việc của cháu nhá. À, bây giờ chú lại tiếp tục đi đây. Bye bye nhá. Bắt gặp một gia đình. Ui, có một con bò nó bị làm sao. Con bò bị làm sao đấy anh? À, nó không đi theo mẹ đi cày à? Em tưởng nó đang có vấn đề gì thế, nó nhảy nhót ghê thế. Em đi qua nó có chạy lên trên không đấy? Không sợ đâu gì. À, em cứ đi nhá. Này, bò, quay lại đây. Cưng ơi, quay lại cho chủ mày, con đi cày nào. Bây giờ nó chỉ có duy nhất một con đường, và tôi cũng có duy nhất một con đường, và nó không chịu quay đầu thì như nào ta? Nào, quay lại đi. Quay lại với mẹ với cả chủ đi. Tôi chết tôi rồi. Hoặc là mày có thể rẽ lên đồi để tao đi qua cũng được mà. Ôi rồi,
thoát cả tim. Anh ấy phải dắt cả mẹ nó lên đây để gọi nó quay trở về. Không thì nó cứ đi cùng tôi, không biết là bao giờ nó mới đi cùng chủ của nó được. May quá. Có lẽ là với cái suy nghĩ của tôi cũng như là rất nhiều người thì thường nghĩ rằng cái khu vực biên giới là một cái khu vực mà có điều kiện sống rất thiếu thốn và không phát triển bằng những cái vùng đất khác. Thì ngày hôm nay tôi cũng rất là bất ngờ khi mà đến Nghĩa Thuận và tận mắt chứng kiến cuộc sống ở đây thì mới thấy rằng là ồ, không hề giống như mình tưởng tượng. Thực sự là ở đây có rất nhiều những ngôi nhà xây rất là to, bề thế. Khi mà nhìn từ trên cao chúng ta không nghĩ rằng đây sẽ là hình ảnh của Việt Nam cơ. Đây tôi còn cảm giác như giống như là tôi đang lạc sang bên Trung Quốc ấy. Nhìn những ngôi nhà thực sự là rất là ấn tượng và cảm giác như tôi đang đứng ở bên đất của bên nước bạn Trung Quốc rồi. Nhưng mà không, đây chính là đất của Việt Nam và những ngôi nhà này là những ngôi nhà ở Việt Nam và của người dân Việt Nam. Bây giờ thì tôi đang trên cái hành trình từ ngôi làng vừa nãy đi ngược về cái ngôi làng giàu có bên này, một ngôi làng mà tôi thực sự rất là ấn tượng, để cùng nhau tìm hiểu xem là ở đây là người đồng bào gì sinh sống và vì sao mà họ lại làm được những cái ngôi nhà to như vậy. Tôi nhìn thấy một ông anh trông có vẻ cũng khá là thân thiện đấy. Anh ơi, anh làm gì đây? Em đang chăm sóc cà chua ấy mà. Cà chua hả? Vâng. Em hỏi tí cái làng giàu có bên này ấy, thì nó tên là gì ạ? Bên này thì là người ta gọi là thôn Na Lình. Na Lình nhá. Na Lình. Một cái thôn mà trông như một cái thành phố thế á. Thực sự luôn đấy. Thế anh chăm sóc xong chưa? Chuẩn bị rồi. Thế cái anh có nằm trong cái thành phố giàu có đấy không? Nhà anh ấy nằm ở trong làng thôi, không phải thành phố đâu. Không phải thành phố. Hay là em về nhà anh chơi tí được không? Được mà. Đi, hay anh em mình về nhà anh chơi tí đi. Bởi vì tôi thực sự rất là tò mò với cái ngôi làng, tôi phải gọi là cái thành phố ở trên núi này. Trông nó rất là ấn tượng. Thế ông anh ấy, vườn cà chua của anh à? Đúng rồi. Anh chuyên trồng cà chua à? Cũng trồng thì cũng ít thôi. Thế đi, anh dẫn đường cho em đi. Thế là trồng ít à? Trồng ít thôi. Là khoảng tầm 2-3 nghìn cây thôi. 2-3 nghìn cây thì nếu mà quy ra tiền thì sẽ là như nào anh? Nó theo từng giá thị trường mà. Rồi bây giờ cà chua mà bọn anh bán đổ ra ngoài thì là bao tiền một? 10.000, 8.000. 8-10.000 một cân đấy đúng không? Đúng rồi. Quên mất, tôi còn chưa hỏi tên anh ấy. Anh tên là gì? Mình tên Hồ. Anh Hồ à? Đúng rồi. Anh là người Nùng hay người? Người Nùng thôi. Thế cái ngôi làng phía trước cũng là của người Nùng à? Người Nùng hết mà. Thực sự rất là ấn tượng anh ạ. Một ngôi làng mà nhìn thì không khác gì là cảm giác như ở bên Trung Quốc ấy. Đúng không? Anh nhà có cảm thấy thế? Theo bên Trung Quốc mà. Theo phong cách nhà của Trung Quốc à? Đúng rồi. Ở đấy, thế mình cứ cảm giác là mình kiểu mình đã lạc sang bên Trung Quốc ấy. Ngày trước cửa khẩu chưa mở ấy, hay đi bên đấy làm thì làm theo bên đấy luôn. Hóa ra là mọi người ạ, học theo cái phong cách của bên đó. Có thể là nhà kiểu bên Trung Quốc nó cũng có cái công năng nó phù hợp với mọi người ở đây nhỉ? Đúng rồi. Anh ơi, cái này là cái gì? Cái này là làm cúng ấy, phong tục ấy. Phong tục là... Phong tục gì đấy anh? Phong tục làm cúng là... kiểu là cúng ma cúng kiếp thì nó đi xem bói thì nó về làm ấy. Tôi thấy nó giống như một cây cầu ấy. Đúng rồi. Bên kia là những hình nhân bắc qua một cái con suối như này. Có thể là đầu bên này có cả những cái hương nữa. Nhìn những cái hình nhân thì hơi sợ. Thế em hỏi một chút nữa là cái ngôi làng này thì có khoảng bao nhiêu ngôi nhà ấy? 67 nhà. 67 ngôi. Đúng rồi. Thì nó sẽ tất cả đều là nhà xây hết nhỉ? Thế mà em không một không số nhầm. Thì cũng không phải. Nhà đây thì thường thì xây hết khoảng bao nhiêu tiền? Nói chung là tùy theo từng nhà thôi. Trung bình sẽ là bao? Trung bình thì tầm 500-600 gì đấy. Ui, 500-600 triệu một ngôi nhà là nửa tỷ bạc ấy đúng không? Thế thì hết công suất của người dân rồi. Hết công suất. Chắc là bởi vì nhiều nhà cũng làm nhà to nhưng cứ cùng nhau làm đúng không? Đúng rồi. Thì sẽ thành một cái thành phố ở trên núi. Bây giờ thì tôi đã đến nhà của anh Hồ. Phía bên dưới này thì cũng là nơi làm chuồng trại.
Và anh ấy kết hợp là quay nấu rượu này. À, đang nấu rượu à? Ừ. Vâng. Cứ vào nhà chơi đã đi. Bên dưới này thì là chuồng trại để chăn bò này. Phía trên thì là một cái sân. Nhà thì nó cũng làm dựa trên thế của những quả đồi thôi. Thế tổng ngôi nhà của anh là bao nhiêu tiền? Cũng tầm 500-600 thôi. Cũng 500-600. Ừ. Thế thì em hỏi một chút nữa là cái nguồn tiền thì mọi người có phải vay ngân hàng không hay là kiếm ở đâu? Tiền thì đi làm thuê. Làm thuê gì mà được nhiều thế? Buôn bán. À, buôn bán nữa. Đấy. À, cà chua này đúng không? Cà chua. Ngày xưa thì có thương mại với cả bên nước bạn đúng rồi. À. Ngày xưa mà bên Trung nó chưa làm hàng rào ấy. Ừ. Chưa làm hàng rào thì nó đi sang bên đấy nó dễ hơn. À. Thì sang bên đấy làm thì nó công nó cao hơn ấy. Vâng. À, chào chú ạ. Kiếm được nhiều tiền hơn đúng không? Ừ. Đó. À, nhà của anh ấy thì cũng bên cạnh là một ngôi nhà rất là to. Ừ. Và cũng có rất nhiều những cái tiểu cảnh, ao và mọi thứ. Một nhà rất là bề thế. Nhà anh phải 2 tầng ấy nhỉ? Đúng không? 2 tầng và... Ơ thế cái ngôi nhà truyền thống này thì sao anh? Mình có sử dụng nữa không? Hay vẫn là có đây... mà. Hay là đây là một nhà của người khác? Một nhà người khác rồi. À, thế đây... Nhà ông cậu. Ông cậu à? Ừ. Thế đây chắc phải là những cái ngôi nhà hiếm hoi mà làm bằng đất ở đây ấy nhỉ? Đúng rồi. Vì hầu như là vật liệu bê tông. Cái thời điểm này để chuẩn bị vào cái vụ... trồng ngô. Đông, trồng ngô, mọi người cũng đang chuẩn bị rất nhiều những cái phân bón. À, tôi thấy trên nhà còn có cả những cái lúa nương. Thế như là lúa nương thì phải. Đúng rồi. Thế bây giờ không đi Trung Quốc nữa, mà mọi người vẫn xây được nhà to thì là nhờ vào việc... vay, xong rồi tích góp từ trước. À, có... hỗ trợ nữa. Hỗ trợ của nhà nước. Có nhiều nhà là hỗ trợ mà. À, nhiều nhà là nhận được hỗ trợ nữa. Vâng. Là buôn cà chua nữa đúng không? Ừ. Em thấy rằng là cái buôn cà chua ở đây thực sự là rất phát triển đấy. À, anh có chỗ nào mà mọi người đang làm cà chua nhiều không? Có thể đưa em đi xem được không? Có xa không? Có mà, đang ở trên này. Trên này à? Họ đang về thu ở trên này mà. À, đang về thu à? Đúng rồi. À, hay là thôi nhỉ, mình cứ tự đi tìm hiểu đi. Ừ. Bởi vì anh còn cũng như công việc nữa. Thôi nhìn cái ngôi nhà to đẹp như này thì mình biết là trong cũng phải rất nhiều đồ rồi. Thì không vào trong nhà chơi nữa. Thế em trong cảm ơn anh nhá. Đi vào trong nhà chơi. Vâng, thôi, em lại tiếp tục hành trình nhé. Vì còn rất nhiều những ngôi nhà nó to đẹp nữa mà em rất muốn đến tận nơi để xem. Chẳng thôi được rồi. Cứ thử ngó qua một xíu. Ôi, rất là rộng rãi. Ấm cúng nhỉ. Thực sự là những ngôi nhà đây là 100% là kiến trúc ở Trung Quốc à? Đúng rồi. Là y nguyên của họ luôn. Bên về bên này mình xây như nào thì họ xây như nào mình xây như thế này. Tùy theo từng người nữa. À, thì nhiều người họ cũng cải biến đi một tí thôi đúng không? Chứ còn về cơ bản thì nó rất là giống nhỉ. Thế thôi nhá, em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh đã chia sẻ ạ. Rồi rồi. Em xin phép ạ. bây giờ thì tôi đã gặp được tôi tạm gọi là con buôn đi. Thì ở đây có một cái sân cà chua rất là to. Em chào anh. Ok, chào anh nhá. Vâng. Cái này là anh chuẩn bị mang đi bán ở đâu ạ? Đi Hà Nội em ạ. Ô, cũng mang đi Hà Nội cơ ạ? Đi Hà Nội. Vâng. Đây là cà chua ở trên vùng cao Hà Giang. Vâng. Chất lượng cao. Vâng, cà chua chất lượng cao ấy nhỉ. Cái này thì mọi người sẽ khoảng bao nhiêu tiền một cân ạ? Hiện tại đi Hà Nội á? Vâng. Hà Nội thì giao theo giá buôn hoặc giá lẻ, nó tùy từng thời điểm. Vâng. Mà năm nay thì đang được giá không anh? Năm nay là được giá đấy. Được giá và được mùa nữa. Được mùa thì cũng gọi là tạm tạm. Tạm tạm. Vâng. Tôi thấy anh ấy đang thoăn thoắt lựa chọn những cái quả tốt nhất để cho vào bao tải. Là phía bên này thì những quả nó bị dập, bị hỏng rồi. Cái chỗ cà chua này chắc phải mấy chục triệu ấy nhỉ? Có khi cả trăm ấy. Đây cũng là cái lý giải cho tôi biết vì sao mà ở đây họ xây được nhiều những ngôi nhà xây to như vậy. Thì đây này, mọi người này, đây chính là cái kinh tế của mọi người, của người dân ở đây. Những cái quả cà chua. Nhìn nó rất là hấp dẫn. Quả này có khi ăn sống được luôn hả anh? Vì mọi người đâu có dùng cái bảo quản thực vật gì đâu nhỉ? Rửa sạch là ăn thoải mái. À, rửa sạch là ăn thoải mái à? Đây mới gọi là cà chua sạch ấy. Nhìn rất là thích mắt. Bạn nào là fan của cà chua hoặc là thích ăn cà chua sống thì lên đây ở tôi nghĩ hợp lý ấy. Vì cà chua rất là sạch. Vâng, ăn vào da lại còn đẹp anh nhỉ?
Anh có hay ăn nhiều không? Em thấy anh da cũng đẹp đấy. Ủa da anh này. Anh thì buôn cà chua nhưng mà anh lại cũng gọi là à, không thích ăn. Cũng gọi là thích thích. Không hẳn là thích. À, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra đấy mọi người. Đấy. Các bạn thân mến, thông qua video ngày hôm nay thì hy vọng rằng mọi người cũng sẽ có những cái góc nhìn mới về những cái khu vực vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những cái khu vực biên giới. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Chao Vlog. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.